Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023. Sau 2 tuần vắng chùa, Phật sự bên Mỹ, Pháp Hòa về lại chùa để sinh hoạt với đại chúng trong 1-2 tuần tới trước khi tiếp tục. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Sáng nay thầy Đức Tạng pháp thoại tiếng Anh, kể 2 câu chuyện trong kinh Pháp Hoa. Câu chuyện về nhà lửa. Ông cha có một cái nhà các người con trong đó. Và câu chuyện hạt châu trong cái chiếc áo. Thì đó là những câu chuyện trong kinh Pháp Hoa đưa ra những cái ví dụ để chỉ cho tất cả chúng ta, nhà lửa đó là thế gian này, những người ở trong nhà là mình, không? Mà người cha đó là Đức Phật, luôn luôn tìm cách để đưa mình ra khỏi cái nhà lửa đó. Đó là nhà lửa của tham, của sân, của si, mà mình thì cứ tranh nhau ở trong đó không có chịu ra. Miệng thì nói là đời là vô thường, nhưng mà đưa thì vẫn lấy. Tức là mình vẫn còn tham đắm. Những cái vì Đức Phật thấy được những cái thích thú của mình, cho nên Phật cũng tìm mọi cách để đưa mình ra bằng cách là cho những cái dụ của những cái chiếc xe đó như những cái quả trứng để chúng ta ham thích cái đó, mà chúng ta phát tâm chúng ta tu. Nhưng khi đạt được rồi thì chúng ta thấy tất cả các cái chỗ cao tột nhất là để chúng ta trở về với chính mình. Đại ý là như vậy. Quý vị nào có học kinh Pháp Hoa thì sẽ biết nhiều hơn. Thưa đại chúng, trước khi mà đi vào pháp thoại đó, đây là lần thứ 1001 lần Pháp Hòa xin nhắc đại chúng là quý vị đừng có tin tất cả những cái quảng cáo thuốc bằng tên Pháp Hòa trên Facebook. Pháp Hòa không có quảng cáo bất cứ thuốc gì hay là bán bất cứ loại thuốc gì ngoài thuốc rụng tóc. Mà cứ tin hoài cái chuyện đó. Ngày hôm qua đây có một người đã chuyển 750 đô cho một người đó, xong rồi họ gửi đại một cái gói thuốc này về nhà, rồi email về chùa đây hỏi Pháp Hòa chứ thuốc thầy gửi uống làm sao. Thành thử quý vị đó, mà rồi không mấy phút sau một Phật tử khác gọi phone qua: má chồng con mới chuyển cho thầy 500 đô mua thuốc. Thưa quý vị, Pháp Hòa cứ nhắc hoài, mình thông báo bao nhiêu lần trên những cái mặt trang Facebook của chùa, trên website của chùa, và những buổi pháp thoại như vậy cứ nhắc hoài là quý vị bệnh thì đi gặp bác sĩ. Còn nếu cái ông bác sĩ đó, ông thật, ông giỏi, thuốc ông thật hay, ông chẳng cần mượn danh Pháp Hòa để quảng cáo. Nếu họ là thuốc thật hay thì họ lấy tên họ ra họ quảng cáo chứ mắc chi mình. Mà quý vị cứ tin những cái chuyện như vậy mà không kiểm chứng lại với chùa, Pháp Hòa nghe mất tiền mình xót gì đâu á, đúng không? Thành thử ra cho những người mà không có còn một chút đạo đức lương tâm nào như vậy nó uổng lắm. Thà quý vị đi bố thí thì cho người nghèo đi, phải không? Mà tin gì mà những cái chuyện vậy. Bệnh thì ai mà không bệnh, và mình cũng cần đi chữa bệnh, thông cảm lắm, nhưng mà phải kiểm chứng chứ đâu phải thấy. Quý vị thấy bây giờ hàng giả nó bán cũng nhiều lắm chứ, phải không? Thành thử ra một cái giỏ LV mà bán có 50 đồng à, thì ham giỏ rẻ thì phải đồ dởm thôi, phải không? Thành thử ra những người mà họ mượn tên người khác để quảng cáo thì thật ra thuốc đó không phải thuốc thật. Họ giỏi, thuốc họ hay thì tự họ quảng cáo chứ không chi phải mượn tên ai. Mà hổng rày cứ bị liên tu bất tận như vậy, gửi tiền cứ lần 500 đô, 700 đô mà gửi suốt, gửi xong với email về chùa. Và mà ngày nội sáng hôm nay không có quà nhận gần chục cái email vậy. Cứ người 500 đô, 700 đô, 500 đô, 700 đô gửi suốt như vậy. Pháp Hòa nghe mình xót quá, cho nên buộc lòng là phải xin thưa lại với đại chúng lần nữa, quý vị giúp phổ biến cái chuyện đó cho bạn bè của mình, để cho người ta đừng có bị gạt. Tiền mất là một chuyện rồi, thất vọng là cái thứ hai nữa. Nghe ông thầy hồi nào giờ mình thương quá, bây giờ ông bán thuốc chắc đồ thiệt à. Dạ, cái thứ hai là mình sắp tới khóa tu rồi. Thì tháng 7 này là khóa tu cho các em, có 2 khóa. Dưới 12 tuổi, tức là 7 tới 12 tuổi sẽ có 2 ngày sinh hoạt ở đây.
Và từ 20 tới 25 tháng 7 sẽ có một khóa tu 5 ngày dành cho các bạn trẻ từ 13 tuổi trở lên. Và sau đó thì chúng ta sẽ dọn dẹp, chuẩn bị để đón Phật tử khắp nơi về tham dự khóa tu 10 ngày. Và nghe quý thầy cho biết là hiện nay là có khoảng 500-600 người đã ghi danh dự khóa tu người lớn. Và quý vị biết là hàng tuần trên tu viện Tây Thiên rất là cần người phụ ở trên đó, rất là cần người dọn dẹp rồi làm rất nhiều việc. Những cái ống nước mà nó bị bể suốt mấy năm nay, mình từ hôm Covid tới giờ đó mình không có sử dụng những khu vực đó, thì bây giờ năm nay là số lượng đông và mình đã trở lại bình thường, cho nên mình mở hết tất cả những khu vực nhà chỗ phòng ở để mình đón quý Phật tử về tham dự khóa tu. Cho nên hàng cuối tuần thứ bảy chủ nhật ở trên Tây Thiên rất cần người. Quý vị nào rảnh thì xin lên trên đó phụ, nhất là các bạn trẻ, các anh thanh niên, các chú. Kế đến đó là trong khóa tu thì mình rất cần các vị phụ giúp thầy Đức Tạng trong việc đưa đón Phật tử. Ở đây là mình coi như là mình full service, đón rồi đưa rồi lo chỗ ăn nghỉ mọi thứ hết mà hoàn toàn miễn phí. Tức là tùy tâm Phật tử cúng dường, chứ chùa không có một cái quy định. Pháp Hòa nói như vậy tại vì cũng có những nơi người ta nói là mình ở đây là thu tiền một người vô 2.000 đô đại khái vậy. Cho nên Pháp Hòa chỉ nói để quý vị nào có lòng muốn đi tu cứ ghi danh đi tu, mà đừng lo chuyện phải, là quý vị chỉ cần lo vé máy bay bay tới. Còn việc cúng dường đó là tùy hỷ các vị, chùa cũng không có cuốn sổ để mà check mark coi ai cúng ai không, ai cúng thì nhận vậy thôi. Chùa chỉ biết đưa đón quý vị đến nơi đến chốn, lo cho quý vị tu học. Còn việc ủng hộ yểm trợ chùa thì tùy tâm, chứ không phải là kiểm soát coi ai cúng và ai không. Chùa không có mấy cái chùa đó. Cho nên là quý vị, Pháp Hòa nói không phải đính chánh cho mình, mà chỉ để quý vị nào có lòng muốn đi tu mà cứ ngại cái vụ đóng dược, đóng góp thì đừng lo chuyện đó. Chùa 20 mấy năm khóa tu rồi, mình chưa bao giờ đặt cái chuyện đó. Thành thử ra tất cả là tùy tấm lòng của quý vị. Ngày nào Pháp Hòa còn sống, Pháp Hòa lo được thì Pháp Hòa sẽ làm hết lòng của mình đối với Tam Bảo, đối với đại chúng. Ngày nào mình hết duyên ta bà, mình về với Phật thì thôi. Dạ, thì các thầy khác lại tiếp tục công việc của mình làm. Thì đó là cái thông báo như vậy để đại chúng phát tâm, thấy mình có thể thích ứng được những cái phần giúp đỡ nào thì xin liên lạc với ban thư ký ở dưới chùa, đó là cô Tịnh Nhuần ở dưới trại đường đó, cho tên số phone rồi chùa sẽ liên lạc để sắp xếp cái giờ giấc đưa đón mà quý vị có thể làm được. Riêng những vị tham dự khóa tu thì xin ghi danh online, tại vì quý vị online ghi danh thì chùa mới lưu hồ sơ đầy đủ. Còn mình phone tới mình nói chùa người này bắt phone, người kia bắt phone, người ta ghi họ nó mất hết mà không ai lưu được những cái đó. Mình online mình ghi danh là chắc ăn nhất, thì nó còn hồ sơ trong trong cái file của chùa. Kế đến đó là mình ghi danh, và quý vị cũng thông cảm là vì á, mình không có phân biệt là ai được ở đâu, nhưng mà bởi vì là có những cái khu vực nó vườn tất cả phòng là giường tầng hết, thì bây giờ giường tầng thì 2 người lên trên được, ai có thể leo lên cái giường cao. Còn những vị đau chân lớn tuổi thì buộc lòng phải nằm giường dưới. Chờ quý vị 4 bà cụ đi ghi danh mà đòi chung phòng làm sao mà đưa vô, thì bây giờ chiều 4 người vô phòng cái la làng lên sao tôi leo. Thành thử ra cái ban mà sắp xếp phòng là cái ban căng thẳng nhất. Thành thử sau khi một khóa tu xong là cái ban đó đi bệnh viện hết. Mình tu với mình ăn lạc được nhiều, chứ còn cái ban sắp xếp phòng là căng thẳng lắm. Tại vì đòi thì đòi chung phòng, mà tới hồi đưa chung phòng thì là la làng, mà nhẹ đưa qua nhiều phòng khác thì không chịu. Thành thử ra đi tu đó nha. Thành thử xin nhắc như vậy để đại chúng thông cảm là cái việc sắp xếp phòng là cố gắng hết sức để làm cho theo cái nhu cầu của mình. Nhưng mà có những cái việc chúng ta nên hoan hỷ, du di, thấy điều gì mình có thể mình giúp được để cho nhẹ nhàng cái khóa tu, mà cái ban làm việc người ta không có quá căng thẳng. Hồi nãy thầy Đức Tạng cũng than với quý vị cũng biết,
Có những khóa tu chỉ có chừng 100-200 người, mà gần 50-70 người, cả 100 người để mà trong ban làm việc. Còn chùa mình đây 800 người, 1000 người cũng có 5 người làm việc à. Thành thử là 5 người đó làm sao mà xoay sở hết công việc được. Và bao nhiêu năm quý vị thấy quý thầy có ai thêm thắt gì đâu. Cứ bao nhiêu thầy đó mà phải gánh rất là nhiều việc phải lo, rồi hàng ngày đủ thứ việc chùa. Cho nên quý vị thông cảm, có những cái sơ sót gì mà mình có thể mình chấp nhận được, mình hoan hỷ được, để mình tham dự một khóa tu cho có ý nghĩa. Chứ nếu không thì mình đi đến khóa tu nghe tiếng thì rất là sang trọng, là đi dự khóa tu, nhưng mà rốt cuộc ôm bao nhiêu phiền não muộn phiền về, vừa tốn thời gian của mình, tốn tiền bay, tốn đủ thứ hết, mà rốt cuộc tốn luôn cả tinh thần nữa, thì nó uổng quá. Mình bỏ tất cả mọi thứ, từ vật chất, thời gian, để tìm được một tinh thần an ổn, mà mình không bằng lòng với cuộc sống mà mình đang tu tập gọi là gieo duyên nữa, thì nó sẽ mất đi cái ý nghĩa. Cho nên thường Pháp Hòa sẽ nhắc nhiều lắm ở trong khóa tu. Nhờ đây thì mình rảo trước, để ai tự lượng thấy mình nghĩa là phát tâm đi tu được thì cố gắng vượt tất cả những khó khăn đó. Nó chỉ là 10 ngày để gieo duyên thôi. Còn ăn sung mặc sướng thì ở nhà mình rồi. Rồi giờ mình vô mình chịu cực 10 ngày để mình có được cái an lạc, thì mình phải du di những cái chuyện đó. Chẳng hạn như pháp xá, hỏi điều kiện nào, tiêu chuẩn nào mới được vô pháp xá, tại vì khu đó mình mới cấp, không có điều kiện gì hết, ăn thua mình sắp xếp thôi. Thì vị nào ở trẻ, thấy cái tuổi còn trẻ, đi bộ được xa, chùa đưa ra những khu vực hơi xa một chút, mình đi bộ, nhường chỗ gần cho các vị lớn tuổi, thế thôi. Chứ không có tiêu chuẩn gì hết, không phải ai đưa tiền nhiều tiền ít mà được ở những chỗ mới, chỗ cũ gì cả. Mà quý vị cứ nhớ là đi tu gieo duyên, nghĩa là mình tu chuyện đời chưa được, mà để gieo duyên thôi. Mà đã là gieo duyên thì cái gì nó đến với mình, mình cũng phải gieo cái duyên đó hết. Duyên cực khổ. Thưa đại chúng, là mình, cái tu tập của mình á, không phải là mình quá sung sướng, tại vì quá sung sướng thì nó cũng không được, tại vì mình sẽ mất thời gian, và mình không, cái tâm tu mình nó không có khởi được. Nhưng cũng không phải là mình quá cực khổ để hành thân ép sát của mình. Quý vị nhớ nha, cái cách tu theo đạo Phật là không phải như vậy. Ví dụ nè, bây giờ mình ăn quá ngon, mà muốn ăn ngon thì phải làm sao? Cực hay là không cực? Ăn ngon thì rất cực, thì hết thời giờ. Mà ăn quá cực khổ thì không đủ sức khỏe. Cho nên Phật giáo không đề xướng hai cái đó. Nấu cái gì mà mình ăn để có đủ sức khỏe, đủ dinh dưỡng để mình tu. Hôm nào quý vị ăn quá no, mệt, lúc ăn ngon miệng lắm, nhưng mà ăn xong cái bụng nó căng thẳng rất là mệt, là cũng không được. Nhưng ngược lại, mình hành sát mình để cho mình quá đói, cũng không đủ thời giờ, không đủ cái chú tâm để nghe được. Thành thử ra đại chúng nhớ là cái cách Phật giáo là mình không có phải bỏ cái này để mình đi theo cái kia, mà chúng ta biết làm sao quân bình. Thì vậy cho nên á, tu nó chữ xả không có nghĩa là mình xả hết tiền của vật chất thế gian, nhưng không có tham đắm. Cái gì mình vừa đủ là tốt. Tại vì mình vừa đủ cái quan trọng đi kiếm tiền để mình sống, mà quan trọng là duy trì cái hạnh phúc trong gia đình. Cái này mới quan trọng. Nhưng mà nhiều khi mình lo kiếm tiền quá thì mình lại làm sao? Nhẹ đi cái phần lo gia đình. Mà con cái của mình ở gần mình đâu bao nhiêu năm? Giỏi lắm là 18 năm. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi, nó ra riêng rồi, mình tìm cái cơ hội được gần con không có nhiều. Cho nên khi nó còn nhỏ, cái thời gian mình gần gũi được con nhiều chừng nào, tốt chừng nấy. Còn cái chuyện mình đi làm, thủy chung cũng chỉ để mà chúng ta sống thôi. Thì có một cái vị đó, xưa nay là không tin trời, Phật, nhân quả, tội, bất cứ cái gì đều bác hết. Thậm chí ở trong nhà mà bất cứ có một cái cuốn lịch, thậm chí một cuốn lịch thôi, một cuốn lịch mà có hình chú tiểu cũng sẽ là chống bán cái chuyện đó, nghĩa là không, nghĩa là bài xích 100%. Thì đùng một cái vị này lâm bệnh, lâm trọng bệnh, coi như là thập tử nhất sinh. Nhưng mà may mắn vượt được cái bệnh đó. Thì cái người bạn, một người anh em trong gia đình tới thăm và đặt một câu hỏi với ông. Giả dụ như
cái giây phút mà anh chết đó, ngay cái giây phút đó anh không cứu được anh chết, thì anh có suy nghĩ rằng anh mang được gì cho cuộc đời anh không? Thì cái vị đó không trả lời. Nhưng mà sau một tuần lễ 10 ngày thì tất cả mọi người xung quanh đều thấy cái vị này có thay đổi cái thái độ. Như vậy cái câu hồi nãy cái vị đó đặt ra đó, nó là một thiền ngữ, đó là một công án để chúng ta quán chiếu, chúng ta tu. Ở nhà Phật á, bên thiền tông á, người ta có một cái cách để mà cái tâm của mình nó chú vào đó và đừng có bị tán loạn, người ta gọi là thiền công án. Tức là mình đặt cho mình một câu hỏi, rồi mình focus vô, mình chú tâm vô đó, mình tư duy, mình quán chiếu, mình suy nghĩ. Thì trong khi mình lúc nào cũng cái câu hỏi đó nó văng vẳng bên mình thì không bao giờ suy nghĩ chuyện khác nữa. Thì cái thiền đó gọi là thiền công án. Thì thí dụ mình đặt một câu hỏi là ham cho nhiều rồi chết đem được cái gì, tự nhiên đó là một công án. Thì cái vị kia nhận được một công án. Giả dụ như cái giây phút anh xả anh chết, anh đem được cái gì, anh có nghĩ tới không? Thì ông này cũng giật mình. Ông thấy xưa nay là ông lo đi làm, ông tích góp, rồi cái gì cũng bài xích hết, không có đạo đức cúng kiến gì hết, không có tin trời Phật nhân quả gì hết, không có tôn giáo thần linh gì hết. Thì cuối cùng thái độ thì đâu cần ai khai đạo, ông cũng chẳng cần tuyên bố với ai tôi đã hiểu đạo, nhưng mà trong cái âm thầm ông đã hiểu đạo và ông đã thay đổi cái cách sống. Vì khi mà mình thấy được rằng cuộc đời này nó không phải chỉ có chuyện vật chất không, cuộc đời này đừng có nghĩ rằng chết là hết, không, đừng có nghĩ là chết là Pháp Hòa xin phép đại chúng mình nói chuyện nó hơi thô một chút, nhưng mà đây để mình ví dụ thôi. Bây giờ mình đem tất cả những thức ăn ngon trên bàn đó, nãy nó thơm nó ngon đó, mà mình để vô miệng mình nhai xong mình nó qua khỏi cuốn họng mình rồi, thì nó còn là những món nãy mình muốn nữa không? Hầu như không ai muốn nữa. Và khi nó đi vô trong cái bao tử mình rồi thì thời gian sau, mấy tiếng sau, nó không còn là những món đó nữa, nó biến chất. Chẳng những xin lỗi, nó hôi nữa là khác, phải không? Vậy mà rồi cái hồi nãy đó bây giờ nó biến, nãy là ngon, bây giờ vô đây nó thành ra cái chất khác và nó hôi rồi. Cho nên cái nó hết, nó cũng không hết đâu, mình thấy nó hết trên bàn thôi, nhưng mà nó ở một cái dạng khác. Cho nên mình thấy trời mây mà nó tụ thành mây, nhưng mà nó tan mây thì nó ra thành nước, mà nó khi trên quá trình nó rơi xuống đây, chúng ta không kêu là nước mà chúng ta gọi là mưa, nhưng mà bản chất nó vẫn là nước thôi, nhưng mà khi nó rơi xuống chúng ta gọi là mưa. Rồi bây giờ nó xuống ao hồ đó, rồi bắt đầu chúng ta dùng những cái nước đó, hễ trong nồi mà có gia vị, có rau, chúng ta gọi là nước canh. Nó vô trong cái bình mà nó có cái mùi thơm, chúng ta uống là nước trà. Nó vô cái một cái gia vị khác, chúng ta gọi là cà phê. Nhưng mà bản chất nó vẫn là nước, chẳng qua nó chỉ đổi tên thôi. Thì mình cũng vậy thôi à. Chứ quý vị thấy những cái rau củ mà mình ăn á, mà muốn cho ngon á, thì lấy cái gì mà phân bón? Từ cái phân bón. Mà phân bón là từ gì? Từ những rau củ mà chúng ta ủ lại, nó thành ra những cái phân bón. Cho nên cái mà trên cây chúng ta gọi là sạch, cái sạch này nó được làm bằng từng những cái dơ. Mà có những nơi người ta còn gì? Còn ủ, còn nuôi cây bằng phân nữa kìa, chứ không phải là những cái chất rau củ đâu. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy cái sạch dơ nó chỉ là cái hình tướng. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói thật chứ đâu có nói không thật đâu. Bất gì? Bất cấu, bất tịnh. Không dơ, không sạch. Cái cây trên cái trên này là mình nó ồ hoa thơm quá, trái ngọt quá. Nhưng mà trái ngọt này tự gì? Phân. Ủ phân đó. Và cái cách mình ủ phân như thế nào, nhiều khi nó ở dưới gốc nó rất hôi. Có ai trồng hoa huệ, chân hoa huệ, chân hoa vạn thọ là biết. Hoa vạn thọ nó rất là thơm, nhưng mà cái nước nó rất là hôi. Hoa huệ cũng vậy. Rồi quý vị thấy hẹ nè. Quý vị mua một bó hẹ về thử rồi bỏ quên trong tủ, chừng vài ngày quên ăn mà hẹ mà nó hôi lên cá rồi chịu nổi. Dưa chua nè, củ cải trắng mình bào ra làm dưa chua đó. Lúc mà mình vừa mở ra một cái mùi chịu không nổi. Rồi hồi nó thẳng ra rồi mình ăn thấy nó ngon, nó giòn, nó chua vậy. Cho nên thường thưa đại chúng là bất cấu bất tịnh. Cái sạch dơ nó, cái sạch nó được làm bằng cái dơ.
không? Rồi cái sạch này nó sẽ là dơ để nó tiếp tục cho phân bón. Nói như vậy để chúng ta hiểu được rằng cái gì gọi là tư duy, cái gì gọi là quán chiếu. Cho nên cuộc sống rất cần sự tư duy quán chiếu. Người có tư duy có quán chiếu thì cái đời sống họ có cái phần sâu sắc. Thí dụ như bây giờ mình ai mà làm gì mà hời hợt cái đó, trời ơi sao mà hời hợt quá, không có suy nghĩ gì hết, phải không? Thật ra người mà có suy nghĩ một chút thì cuộc sống nó khác lắm, lời nói nó khác lắm. Cho nên trong Kinh Pháp Cú câu thứ 141 Đức Phật dạy như thế này: không phải sống lõa thể, bệnh tóc cho trét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp xiên ngồi xổm, làm con người được sạch nếu không trừ nghi hoặc. Đức Phật đưa ra những cái cách tu khổ hạnh của thời trước ở bên Ấn Độ. Người ta làm gì? Cái cách nào để người ta gọi là tu khổ hạnh? Sống lõa thể. Lõa thể là sao? Không có quần áo. Và họ quan niệm rằng mình sanh ra thiên nhiên, cho nên không mắc gì phải mặc quần áo hết. Và đó là một giáo phái thời Đức Phật gọi là giáo phái lõa thể. Tiếng Phạn âm là Ni Kiền Tử. Bây giờ bên Ấn Độ vẫn còn một ít những người như vậy. Đàn ông cứ để người lõa thể như vậy. Thì Đức Phật nó không phải sống lõa thể như vậy rồi lấy điểm với thần linh để được đi về cõi trên. Không phải như vậy. Thứ hai là gì? Bệnh tóc. Có người để không có cắt tóc, tóc chồng thiệt là nhiều lên, rồi lấy tro trét lên người mình, lấy bùn, lấy phân bò trét lên người mình, để mà chi? Gọi là tu. Và để cho ở trên thấy mình khổ hạnh, cho mình cái phước để đi về cõi trời ở. À, rồi là gì nữa? Tuyệt thực. Không phải tuyệt thực là có kết quả tốt. Rồi là gì nữa? Lăn trên đất. Không phải lõa thể, bệnh tóc, tro trét trên người mình, tuyệt thực lăn trên đất. Rồi gì nữa? Sống nhớp, tức là sống dơ bẩn. Rồi gì nữa? Ngồi chùm hổm. Không ngồi dưới đất, ngồi chùm hổm. Hoặc là leo lên cây ngồi, hoặc là treo người mình ngược lên cây, hoặc là lấy gai chà lên người. Tôi như là làm mọi hình thức tự mình làm khổ mình. Thì Đức Phật nói không phải cách đó để làm cho con người mình sạch hơn. Mà sạch hơn chính là gì? Chính là khi nào trong tâm mình trừ được những điều nghi hoặc. Nghi là nghi ngờ, hoặc là nó chướng ngại, nó ngăn che, nó mê mờ. Mình sống ở trong cuộc sống này có những gì làm cho tâm mình mê mờ và không tới được với nhau? Khi trong lòng chúng ta còn nhiều kỳ thị, nghi ngờ. Như vậy mình ăn mặc cho thật đẹp nhưng trong lòng còn nhiều mê mờ, phải không? Mình cái cách sống rất là sang nhưng còn nghi ngờ. Hay là mình làm những điều khổ hạnh như là lõa thể, bệnh tóc, trét tro nhưng trong lòng này mê mờ, cũng đâu được. Cho nên chính yếu là cái tâm trong sáng của chúng ta, chứ không phải là những cái hình thức khác. Thì Đức Phật dạy chẳng phải đi chân không, chẳng phải để tóc xù, chẳng phải xoa tro vào mình, chẳng phải tuyệt thực, chẳng phải nằm trên đất, chẳng phải để thân mình nhớp nhúa, chẳng phải ngồi xổm, mà người ta có thể trở nên thanh tịnh nếu không dứt trừ nghi hoặc. Và thưa đại chúng, có 5 điều làm cho chúng ta bị trở ngại, trong đó có nghi ngờ. Ngoài chuyện tham, sân, trạo cử, buông lung, có cái gọi là nghi. Nghi cái gì? Nghi chánh pháp, nghi những cái điều chân thật. Cái điều mà cái gì mà nó chân thật thì chúng ta không thích, còn cái gì mà nó thần quyền, nó mê mờ thì chúng ta lại rất là tin vào đó. Dạ, cho nên làm cho mình bị trở ngại. Khi nào trong lòng mình dứt trừ những cái nghi hoặc, trong lòng mình sáng tỏ được cái lối sống chân thật thì mình sống bình thường thôi. Cái câu này á, nó liên hệ tới cái câu 142 này: ai sống tự trang sức, nhưng những an tịnh nhiếp phục, sống tri kiến phạm, sống kiên trì
phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Đức Phật dạy, người nào nghiêm giữ thân tâm, chế ngự khắc phục ráo riết, thường tu phạm hạnh, không dùng đao gậy gia hình, sanh linh, thì chính ấy là bà la môn, là sa môn, là tỳ kheo vậy. Thế nào gọi là tự trang sức? Không phải mình trang sức vòng vàng, mà mình trang sức cái nét đẹp. Nhà Phật dùng cái từ, thường thường quý vị, cái gì mà nó đẹp, mà nó có cái tính cách thuần khiết á, chúng ta gọi là trang nghiêm. Thí dụ bước vào chánh điện, thấy sắp xếp rất là ngăn nắp và nhẹ nhàng, bước vô chỗ chánh điện trang nghiêm quá. Thấy một cái vị đó mặc chiếc áo tràng bình thường thôi, mà lại Phật rất là nhẹ nhàng, lại Phật trang nghiêm quá. Trang nghiêm là gì? Mình làm cho đẹp thân tâm mình. Vì vậy mà các vị sa di mới vô tu á, trong đó có cái giới thứ sáu đó, ý là đừng nghĩ rằng son phấn sẽ làm đẹp thân thể mình. Mà người tu thì không dùng cái đó để làm đẹp, mà chính là cái oai nghi đi đứng nằm ngồi của mình làm đẹp tự thân. Chứ cái người mà mình đẹp á, có nhiều khi đơn giản nhưng mà rất trang nghiêm, rất đẹp. Vậy thì ở đây á, không phải là trang nghiêm thân mình, không phải là vàng vòng son phấn, mà trang nghiêm tự thân bằng lời ăn tiếng nói, cách sống, cách hành xử của mình. Ai sống tự trang sức? Ăn sức cái gì? Những an tịnh nhiếp phục. Tâm mình thì an, thân mình thì nghiêm đoan. Rồi gì nữa? Nhiếp phục. Nhiếp phục là gì? Nhiếp phục tức là mình phải thu nhiếp mắt, tai, mũi, miệng của mình và thu phục nó, đừng để nó phóng túng. Phật gọi ví dụ ha, mình là một người thanh niên, Phật còn trẻ, độc thân đó, muốn phóng túng làm sao đó, đó tùy mình. Nhưng mà người ta còn không cho mà, huống chi đã có gia đình thì đi tới đâu phải nhiếp phục. Cho nên người tu cũng vậy thôi à, mà muốn giữ mình trong đường tu thì đi đâu cũng phải nhiếp phục các căn. Cho nên người tu là đi ra đường không có được ngó tới, ngó lui, nhìn quanh, nhìn quất. Tại sao? Nó có những hình ảnh nó sẽ thu hút mình. Cho nên mình đi đường là mình ráng, mình giữ mình trong cái ánh mắt nhìn xuống. Quý vị thấy các vị đi khất thực á, nhìn xuống, không có được liếc ngó hai bên. Tại liếc ngó hai bên là nội cái chuyện đầu tiên là phân biệt rồi. Nhà này giàu nè, ghé xin được rồi, chắc đồ ăn ngon. Nhà kia lụp sụp, chắc đồ ăn dở. Nói cái chuyện đi khất thực mà nhìn cái hình dáng nhà cửa người ta là mình đã khởi tâm giàu nghèo rồi. Mà Pháp Hòa là hồi nhỏ đi qua bên Pháp là hay bị vậy đó. Tại vì mình biết là bên Pháp là mình nghĩ trong lòng mình thôi nha, mình nghĩ nhà cửa chật chội, đời sống khó khăn. Cái tự nhiên thấy xe nào bự chắc nhà này khá. Mà không dính dáng gì tới mình. Nhưng mà khi mình có tư duy, mình nói trời ơi, rốt cuộc á, mình sống mình ra đường cái tâm mình nó bị chi phối đủ thứ hết. Đó là mình nói một việc thôi. Nhưng mà người tu á, là mình, tại sao mình sống ở trong chùa? Để mình nhiếp phục. Trong chùa không có tivi. Nhiều khi cái city này nè, nó ép mình tin nó có chuyện tày trời xảy ra qua cũng chẳng biết. Người ta vô ta nói mình nghe nổ vậy hả? Ta không có coi tivi, không coi tin tức, không biết gì hết. Có nhiều khi người ta mời lên mời thỉnh đám tang mới biết là đã có một vụ tai nạn vừa xảy ra rất lớn để mình tin mình không biết. Đại khái là vậy. Không phải mình nói như vậy là mình hay, nhưng mà tại vì mình còn dở, mình thấy những cái gì mình không cần thiết thì thôi. Cho nên mình lên YouTube cũng vậy. Nhiều khi mình lên nghe một bài giảng, bấm vô nghe rồi nhưng mà đâu có chú tâm bài giảng đâu. Lấy tai rà, mấy bắt đầu mấy cái đề tài hấp dẫn hơn đúng không? Cái bắt đầu click vô đó. Có nhiều khi ngồi suốt một tiếng đồng hồ mà chưa bài giảng nào nghe xong hết đó. Tại vì mình cứ bấm hết này, mình bấm tới kia, tới hồi giật mình lại, một tiếng đồng hồ đã trôi qua, mình đã nghe được cái gì trọn không? Dù một bản nhạc, dù một cái chương trình gì đó, cứ thấy cái gì hấp dẫn. Chính vì vậy mà người ta cũng đánh vào cái thị hiếu của mình. Bài giảng của quý thầy bây giờ bị cắt xén, bị đặt tựa. Còn quý thầy giảng cái bài đơn giản, đặt thí dụ như là
làm sao hết phiền não, đại khái mấy cái bài giảng vậy đó. Còn ta đâu có vậy đâu, ai muốn ngủ ngon phải nghe bài này. Ai muốn vợ chồng hạnh phúc phải nghe bài này. Ai muốn dạy con cái được phải nghe bài này. Mình tự nhiên đúng ngay cái tâm trạng của mình. Cho nên là ban giảng Pháp Hòa lại giờ đổi tên tùm lum hết, mà cũng cái bài đó thôi nha, cũng cái bài đó giảng 10 năm trước mà giờ nó thành ra 20 cái tựa. Cứ vài ba ngày là mình thấy cái tựa mới, vài ba ngày là mình thấy cái tựa mới. Mà con người mình thì hiếu kỳ, hãy thấy cái gì mà hấp dẫn là mình bấm vô. Mà bấm vô một cái tức là mình ủng hộ cho những người, người ta tạo những cái trang giả đó. Chùa có một cái kênh YouTube Trúc Lâm và Tây Thiên Canada. Một bài giảng để một tháng trời có 2000 người vô coi. Cũng cái bài đó mà nó cắt xén, nó đổi tựa 2 tiếng đồng hồ, 30.000 người coi. Quý vị thấy không? Thì trong cuộc đời này cái gì mà nó hấp dẫn người ta. Vì vậy mà tại sao không phải các thầy giỏi, mà các thầy muốn tu được thì các thầy phải tự thúc liễm. Ở trong chùa thì cái môi trường chùa, mình sống ngoài đời thì môi trường ngoài đời, chơi với bạn nhiều là môi trường của bạn bè sẽ rủ rê mình. Còn những bạn lành, bạn đạo, ta sẽ rủ mình đi chơi trong chùa, đi bố thí, đi làm từ thiện, rồi thấy những cảnh khổ, cho nên mình càng sống có chánh niệm hơn, bớt tiêu dùng phung phí để dành tiền cho người nghèo. Còn người ta dẫn mình đi những chỗ ăn chơi xài tiền thì mình đâu thấy cảnh nghèo, thì mình chỉ chơi vui vậy thôi, không có gì tội cả. Nhưng mà ở đây nếu mình muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa thì chúng ta có một môi trường nào đó để chúng ta sống có ý nghĩa. Chứ không phải nói là quý vị đi chơi vậy là tội không. Ở đây chúng ta chỉ nói sống để làm gì cuộc đời mình có ý nghĩa thôi. Hôm qua Pháp Hòa bay xuống Regina để lo tang lễ cho một chú Phật tử 66 tuổi. Và khi mọi người lên chia sẻ về cuộc đời của chú, thì Pháp Hòa khi mà đến phần Pháp Hòa lên phát biểu thì Hòa chỉ phát biểu mấy câu như thế này. Nãy giờ chúng ta ngồi đây một giờ đồng hồ để nghe mọi người kể về một đời người. Thưa đại chúng, một tiếng đồng hồ mà nghe về một đời người có nhiều không? Đâu có nhiều đâu. Nhưng Pháp Hòa nghĩ rằng một tiếng đồng hồ đó đủ để chúng ta học hỏi và tư duy. Nghe đủ thì nghe không nhiều, nhưng đủ để cho tự mình quán chiếu giữa đời sống này của mình và đời sống của một người bạn đã ra đi, mình làm được gì. Có thể nói thì nó không hết đâu, nhưng nếu chúng ta chịu nghe, chịu học thì một tiếng đó đủ để chúng ta nhìn lại cuộc đời mình. Sống bằng tuổi với ông này rồi, nhưng mình đã làm được gì cho bản thân, cho người thân của mình, cho xã hội này. Nhiều đó thôi đủ. Mình suy nghĩ như vậy gọi là tư duy, gọi là quán chiếu. Cho nên tu là cái gì? Tu là biết nhìn lại mình. Vậy thôi à. Đó, hằng ngày mình sống với người thân mình, mình có nhìn lại mình không? Mình đi chơi với bạn bè mà mình chơi gác người ta quá, mà mình lúc nào mình còn hiếp người ta hết, mà mình chưa hề nhìn lại mình, cái cách sống của mình. Mình sống như vậy mà tại sao bạn mình, đừng nghĩ ta ngu nha. Ngu không? Chơi với tôi 20 năm, lúc nào tôi cũng ăn gian hết mà vẫn chơi. Người ta không có ngu đâu, nhưng mà tại vì người ta sống có đạo đức, có tình, có nghĩa. Người ta không đặt cái vật chất lên trên, mà ta người đặt cái tình lên trên, thì người sống vậy không có ngu. Người ta không có ngu, nhưng mà tại vì người ta tu. Pháp Hòa hay dùng cái từ tôi không có ngu, là tại tôi tu thôi. Tôi tu cho nên tôi biết anh làm những điều đó, nhưng tôi đặt cái tình, cái nghĩa lên trên. Xin thưa đại chúng, nhiều khi mình làm chồng, mình nói những lời nặng với vợ đó, vợ nghe, vợ hiểu không? Vợ đau lòng không? Đau lòng chứ, hiểu chứ. Nhưng mà tại sao không bỏ mình? Tại vì thương mình, thương con, thương gia đình, và có một sức chịu đựng và nhẫn nại. Chứ không phải bình thường đâu. Chứ không phải ta không biết đâu. Con người ai không có những cái nỗi đau, nhưng người ta hơn mình ở cái chỗ là người ta biết thắng được những cơn đau đó để giữ một cái gia đình lớn. Còn mình á, giận đâu nói đó, tức ai nói đó. Mình nói tôi vậy đó. Thì thành thử ra rốt cuộc á, nó không có tương đồng. Và vợ chồng nó phải có 4 cái đồng. Trong đó có một cái đồng cái trí tuệ, đồng cái tu tập, đồng cái làm lành bố thí.
Cho nên ví dụ như giờ chồng muốn bố thí mà vợ không chịu thì làm ông chồng không thoải mái để mà làm. Mà hễ làm thì lén lút cái tự nhiên cảm thấy mình như dối. Thật sự rất khổ lắm. Mà bây giờ mình làm ăn, mình có của thì mình chia sẻ. Mà chỉ nghĩ cần á, mình không phải cho hết, chỉ cần chia sẻ thôi. Chứ đâu phải là mình cho của người ta hết đâu. Nhưng mà có nhiều khi sống cũng không chia sẻ nữa. Phải không? Cho nên ai mà nhiếp phục được. Chữ nhiếp là gì? Thu nhiếp lại. Đó, đại chúng ngồi đông vậy nè. Phó Hòa lấy cái máy chụp hình, Phó Hòa chụp cái kêu là nhiếp ảnh. Đó, tất cả hình ảnh của quý vị Phó Hòa chụp vô chung một cái máy hết là nhiếp ảnh. Thì mình sống ở trong đời cũng vậy. Làm sao mình thu nhiếp được tất cả cái tâm của mọi người đối với mình. Mình thu nhiếp được, mình quen với ngàn người mà 900 người thương mình là cũng là mình khá rồi. Có 100 người ghét à. Còn mình quen 110 mà ngàn, mình quen ngàn người 1001 ghét. Mình biết là mình thất bại. Cho nên gọi là thu nhiếp. Cái gì nữa? Kiên trì. Sống phải kiên trì. Cho nên mặc áo tràng đó, Pháp Hòa hay nhắc quý vị mặc áo tràng đó. Khi mình mặc áo tràng đứng vô góc mặt, tượng trưng cho gì? Lúc nào mình cũng nép mình khiêm cung. Rồi làm gì nữa? Khi cài nút áo đó, lấy cái tay phải đặt lên trên vai trái. Tại sao cái vai tượng trưng cho sự kiên trì gánh vác? Cái phải nó luôn luôn nó đặt lên cái trái. Nhưng cái trái nó cũng không có nghĩa là nó không làm gì được. Cái trái này nếu chúng ta biết cách, chúng ta vẫn dùng được. Lấy tay trái gài nút. Cho nên khi mặc áo tràng là không có dơ lên, mà lấy cái tay phải nhẹ bên này để cái cánh tay của mình nó che cái nách mình lại. Rồi mình mới lấy cái tay trái bên này là mình nhẹ mình đưa xuống này, mình gài cái nút. Lấy cái phải đặt lên cái trái, lấy cái trái để sử dụng nó mà không phí nó. Rác mà người ta đưa cho mình mà mình biết lựa rác thì lát nó ra recycle và phân bón. Rốt cuộc từ một bao rác mà chúng ta biết lựa hồi không có bao nhiêu rác hết. Cho nên người ta có thải cho mình bao nhiêu khổ đau, phiền não, quan trọng là mình đủ khả năng lựa rác. Trong này có những cái chai bán được nè, chịu khó một chút là có tiền. Cho nên có nhiều người làm giàu từ dây bán ve chai nha. Quý vị đọc lịch sử của mấy vị mà tỷ phú, triệu phú trên thế giới, họ là những người đã từng đi lượm những ve chai họ bán đó. Rồi họ làm cuộc đời họ từ những cái mảnh chai đó. Kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, tức là không tổn hại mọi người khác. Tổn hại bằng cách nào? Nhiều khi bằng hành động, nhưng mà cũng khi bằng tư tưởng của mình. Hôm qua Pháp Hòa có làm đám cưới cho hai cặp. Vợ thì người Việt lấy chồng Mỹ. Rồi đám thứ hai là chồng Việt lấy vợ Mỹ. Cho nên cái đám cưới đó, hai cái đám cưới đó phải nói tiếng Anh hết. Nhưng mà trong đó Pháp Hòa có nhắc một điều là hôm nay tụi con kết hôn. Nhưng mà các con nhớ rằng kết hôn không phải kết ở hình tướng, mà phải kết hôn từ trong tâm tư của mình. Tại vì xin phép đại chúng, đời nó cũng có những chuyện là chúng ta ngoại tình không phải hình tướng mà ngoại trong này. Phải không? Ngoại trong tư tưởng nữa. Thì cuộc đời cũng vậy. Có nhiều khi mình hại người ta không phải bằng hành động, mà mình hại bằng tâm tư, cái suy nghĩ của mình. Mình tổn thương bằng cái suy nghĩ của mình. Ví dụ nha, vợ lấy tiền đem cất. Mình nói trong tâm mình nghĩ chắc bà vợ mình lén tiền lấy cho ai. Mình đâu có tổn hại vợ bằng lời nói mình đâu. Nhưng tự nhiên mình nghĩ tổn hại về cho người thân mình bằng cái tư tưởng của mình. Mà khi mình nghĩ như vậy rồi, mình sẽ xác định cái cách nghĩ đó. Và làm gì? Mình sẽ có thái độ. Cho nên rốt cuộc mình không nói ra, mà tất cả khổ đau nó xảy ra từng cái suy nghĩ của mình. Cho nên học Phật để làm gì? Học Phật để giải thoát cái tâm tư. Mà người nào có tâm tư giải thoát thì bớt làm khổ người khác. Bớt cái lòng mình mà có buông xả, mình bớt lời nói tổn thương, mình bớt cách sống tổn thương. Như vậy tu theo Phật giáo không phải là tín ngưỡng, mà học cách sống. Sống làm sao đừng bớt làm khổ mình, bớt làm khổ người thân của mình, qua hành động, qua lời nói, chứ không phải là tôn giáo đức tin.
Trước hết là mình tin Phật. Tin là một ông thầy mình mới học từ ông thầy chứ. Mình không tin sao mình học. Vậy thì tin Phật không phải là tin ông thần, mà tin ông thầy. Ông thầy có khả năng nhắc nhở dạy dỗ. Từ ông thầy đó, mình ông nó có khả năng học cái gì từ ông để chỉnh đốn được cách sống của mình. Cho nên có một hòa thượng ngày dạy: đời tôi chỉ có mấy việc để làm thôi. Chỗ nào lệch thì kê, cái nào méo thì sửa, cái nào hư thì, cái nào héo thì chỉnh, cái nào hư thì sửa. Đó, tôi chỉ tu vậy thôi. Phải không? Có bao giờ mình bị lệch không? Có chứ, sống chung mà lệch tư tưởng, lệch cách sống. Cho nên lệch thì phải kê, méo thì phải chỉnh, mà hư thì phải sửa. Đó, cứ vậy mà làm thôi. Có đôi khi có ba việc thôi: thân, miệng, ý hàng ngày. Chỉ cần làm được những việc đó, người đó được gọi là phạm chí. Phạm chí là gì? Là một người sống thanh tịnh. Người đó là sa môn. Sa môn còn có một tên khác gọi là bà la môn. Sa môn là những người tu hành thanh tịnh, là một tách khiêm cung, là khất sĩ. Khất sĩ là gì? Khất sĩ là một trong những nghĩa, một trong ba nghĩa của một vị tỳ kheo. Thí dụ như quý vị thấy các thầy đó, quý vị về chùa, quý vị gặp các thầy, các sư cô đó. Các thầy, các sư cô là tỳ kheo, tỳ kheo ni đó. Nhưng mà cái chữ tỳ kheo và tỳ kheo ni đó, nó có ba nghĩa. Trước hết là phá ác. Thứ hai là bố ma. Thứ ba là khất sĩ. Cái điều tiên quyết của người tu là phải làm sao đừng nghĩ và đừng làm điều ác, từ hành động tới tư tưởng. Điều thứ hai là phải phá cho được những cái phiền não trong đời sống của mình. Ở ngoài đời phiền não, mà đi tu để làm gì? Để tìm cách diệt phiền não. Rốt cuộc vô tu phiền não cũng nguyên khối. Vậy là mình cũng có tu mà không thành công. Giống như làm ăn mỏng phát triển, buôn bán ế ẩm quá. Tu mà không được, không phá được phiền não, buồn dẫn tối ngày. Ở ngoài đời mà người ta còn xả được chút ít, còn càng tu không xả được gì hết, gì cũng chấp hết, cũng buồn hết, là mình biết là mình ăn lỗ lá quá rồi. Rồi khất sĩ là gì? Xin ăn. Đó. Đời sống của người tu từ miếng cơm manh áo toàn là Phật tử cho, mà chính cái cho vậy để chi? Để biết mình là người thọ ơn, ráng tu để đền ơn. Sa môn có bốn loại: thắng đạo sa môn, những bậc, những vị sa môn vượt trội, có những cái tâm trí cao thượng gọi là thắng đạo sa môn. Thứ hai là thuyết đạo sa môn, sống mà phải làm lợi cho người khác bằng cách đem lời chánh pháp tuyên thuyết giảng rộng, là thuyết đạo sa môn. Thứ ba là gì? Thứ ba gọi là hoạt đạo sa môn hay là mạng đạo sa môn. Những vị này phải làm những công việc lợi ích cho đời, cho người. Phải được một trong ba cái đó. Một là thắng đạo, hai là thuyết đạo, ba là hoạt đạo. Nhưng không thể làm ố đạo. Ố đạo là gì? Làm cho con đường, cái đời sống tu hành mình nó bị xấu. Ví dụ mình làm cái điều gì đó xấu ảnh hưởng chung, đó ố đạo. Cho nên một vị sa môn có bốn loại ha: thắng đạo sa môn, thuyết đạo sa môn, hoạt đạo sa môn và ố đạo sa môn. Thì mình cố gắng đừng làm cái điều thứ tư. Còn ba cái điều trên làm được bao nhiêu cũng quý. Mình không phải là thắng đạo, nhưng ít nhất cũng là người thuyết đạo. Thuyết thì nó cũng có ba cách: bằng ngôn từ, bằng suy nghĩ, bằng hành động. Nhiều khi lời lẽ mình ít quá, mình nó biết nói nhưng biết sống. Sống dễ thương, sống hiền lành, sống biết thương yêu, tha thứ, chăm sóc, người ta cảm nhận được. Quý vị thấy Sa Tăng không? Trên đường đi, thầy trò đường tăng đi thỉnh kinh, ai là người im lặng nhất? Sa Tăng. Ít quậy nhất không? Chịu cực, chịu khổ nhất, gánh không? Suốt đường đi, bao nhiêu năm trời trong đoạn đường thỉnh kinh. Đây Pháp Hòa nói hình thức tướng nha, còn những ý nghĩa sâu xa chưa nói. Cho nên thỉnh thoảng mình khai triển hình ảnh của thầy trò đường tăng, nó có nhiều cách nhìn lắm. Ở một cái cách nhìn mà ứng xử trong cuộc sống, Sa Tăng là người im lặng mà làm nhiều. Trong cuộc sống này thỉnh thoảng chúng ta cũng nên ít nói mà làm nhiều. Còn nhiều khi mình nói nhiều mà làm ít.
Nếu mà mình nói nhiều mà làm nhiều thì tốt, còn không thì nói ít mà làm nhiều. Chứ còn đã ngược lại thì nói nhiều hơn làm thì cái này mình mới mệt. Nói nhiều quá cũng làm được gì hết, là uổng. Cho nên cái câu này rất hay: ai sống tự trang sức, những an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí. Là gì nữa? Là sa môn khất sĩ. Cho nên quý vị không, nhiều khi mình Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, trong Phật giáo á, một vị đi tu á, quý vị gọi là thầy, là đại đức, là thượng tọa đi ha. Bên Thiên Chúa quý vị là linh mục. Quý vị sư cô, quý vị là sư cô, là ni cô, các vị là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, không sao. Dù quý vị là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, là thầy, là sư cô, là linh mục, vân vân, nó chỉ là cái tên thôi. Cái quan trọng là các vị phải sống được cái tiêu chuẩn này. Sống bằng cách là nhiếp phục an tịnh, kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh. Có một cái tôn giáo nào mà dạy điều đó? Đâu có ai dạy mình đi hại người, đâu có ai dạy mình sống không nhiếp phục. Cho nên là đời sống của một vị linh mục cũng là một đời sống của phạm hạnh đó. Nghĩa là các vị không gia đình, không có gia đình riêng của mình, thì các vị tu sĩ bên Phật giáo cũng vậy. Thì hình thức có khác thôi, tên gọi có khác thôi, mà cách sống có khác không? Không khác. Cho nên ai sống mà không khác đi được những cái này, dù các vị là cư sĩ, các vị cũng được gọi là phạm chí, là bà la môn. Bà la môn là những người sống tịnh hạnh, sống nhiếp phục. Cho nên các vị cư sĩ gọi là cư sĩ của Phật giáo, không phải là đi chùa mặc áo tràng không. Ngoài ra các vị còn phải là những người tam quy ngũ giới, nghĩa là quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, giữ năm điều đạo đức, để được chính nghĩa là một cư sĩ của Phật giáo. Vì một người cư sĩ, một đệ tử tại gia của Phật phải có đạo đức. Mà đạo đức cơ bản là không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc, hút sắp bê tha, để mình cứu đời sống phẩm hạnh. Cho nên xin đọc lại cái câu: người nào nghiêm giữ thân tâm, chế ngự khắc phục ráo riết, thường tu phạm hạnh, không dùng dao gậy gia hành sanh linh, thì người ấy chính là bà la môn, là sa môn, là tỳ kheo vậy. Thì Pháp Hòa đưa một cái ví dụ khác: tu sĩ, linh mục, tỳ kheo, thiền sư hay ni sư, tên gọi thôi, nhưng mà cái cốt lõi sống vẫn giống nhau, đó là nhiếp phục, an tịnh, tự trang sức, không hại mình, và trong đó có một cái gọi là chúng ta không có tổn hại người khác bằng tư tưởng hay bằng hành động của mình. Thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt cuối tuần ngày Chủ nhật, Pháp Hòa chia sẻ tiếp hai câu kinh Pháp Cú, đó là câu 141 và một câu 142 trong toàn bộ 423 câu. Nghĩa là 423 câu mà hôm nay chúng ta học được 142 câu rồi. Cứ mỗi lần Chủ nhật Pháp Hòa có được dịp với quý vị thì chúng ta lấy một hai câu ra chúng ta học. Và quý vị nhớ là ai có quyển kinh Pháp Cú á, thỉnh thoảng mở ra đọc, thấy câu nào hay lượm bỏ túi trước đi, lượm những câu đó bỏ túi. Cho nên cái ngày hôm qua trong cái đám tang, ngồi đó nghe cái cuộc đời của chú Pháp Hòa, nhớ một câu trong kinh Phật: ai sống trăm năm không thấy đạo, không bằng người sống một ngày mà thấy được đạo. Vậy thì chữ đạo trong lúc này có phải là tôn giáo không? Không. Chữ đạo này không phải là tôn giáo. Chữ đạo trong trường hợp này là gì? Là chân lý. Chân lý sống. Người nào thấy được chân lý, dù sống một ngày vẫn có ý nghĩa. Mà sống không thấy được chân lý, không thấy được bổn phận của mình, sống trăm năm cũng không có ý nghĩa. Cho nên người sống trăm năm không thấy đạo không bằng người sống một ngày mà thấy đạo. Vậy thì trường hợp này không phải là tôn giáo, mà là chân lý để sống. Không nhớ Đức Khổng Tử hay Đức Lão Tử có câu: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui.
sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Mà thưa đại chúng, ở bên khóa tu bên Houston có cái cô đó, cô đang giữ khóa tu của trúng gió, cô mất. Quý vị biết khi cô mất rồi, mọi người vô lục trong giỏ cổ, không có cái gì hết ngoài một câu đó trong giỏ cổ đó: sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Và khi các vị kể và nghe, nói cô lúc đưa cổ vô bệnh viện và mọi người về phòng lục đồ của cổ, không có cái, không tiền, không gì hết, chỉ có một câu trong cái giỏ đựng áo tràng của cổ thôi: sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Tại sao? Sống mà không có bị mất mình, và sống thấy được đạo lý. Cho nên hôm rồi ở bên Mỹ và giảng chữ đạo có ba nghĩa: bổn phận, chân lý, lẽ thật. Người nào mà sống đúng cái bổn phận của mình, chồng là chồng, vợ là vợ, quý vị đã đạo rồi đó. Trước hết là có được một cái đạo làm chồng làm vợ. Cho nên hay lắm, đừng có hạn hẹp cái chữ đạo ở trong cái nghĩa thường của mình là một tôn giáo đức tin. Mà đạo chúng trong đó nói đây là đạo, là bổn phận của mỗi chúng ta. Ngồi đây người nào cũng có bổn phận, sống đúng bổn phận của mình là sống đúng với cái đạo của mình. Cho nên Phật giáo cuối cùng tụng đều trọn thành Phật đạo. Làm sao mình sống mà mình đi mà mình thấy được trọn vẹn cái đạo của mình. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc, tuần sau gặp lại.